về tài chính, về sức khỏe cũng như là về mối quan hệ hai các anh chị ha. Và bao nhiêu số các anh chị mình chúng ta đã sẵn sàng chúng ta chào đón một cái tháng 12 rất là bùng nổ. cực kỳ bùng nổ tiền về như hơi thở và mình đạt chính xác mục tiêu tài chính tháng 12 của mình thì các anh chị comment tôi ạ. À, bây giờ thì trước khi vào chương trình là tháng 12 cái bước đầu tiên đó là cái bước ra quyết định về cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được trong tháng 12 đâu ạ? Thì tối ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau ra quyết định rồi. ha. À, bây giờ thì điểm với các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau nhắm mắt lại và mình sẽ hình dung tưởng tượng về cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được trong cái chương trình này trước khi chương trình bắt đầu. nha các anh chị nha. Những cái mục tiêu mà khi mà chúng ta mới đặt ra thì nó sẽ còn khá là mới mẻ với mình. Nên là nhiệm vụ của mình là làm sao mình phải đưa những cái mục tiêu đó vào bên trong tiềm thức của mình. Nên các anh chị mình phải đưa những cái mục tiêu đó vào bên trong tiềm thức của mình vậy thì chỉ có một cái con đường thôi để mà mình đưa những cái mục tiêu vào bên trong tiềm thức của mình là thông qua cái việc là lặp đi lặp lại mỗi ngày thông qua cái việc lặp đi lặp lại sẽ giúp cho mình xây dựng một những cái niềm tin mới nhà nên là chúng ta cũng tận dụng mỗi ngày các anh chị lặp đi lặp lại những cái hình ảnh về cái mục tiêu mà chúng ta đạt được á để những cái hình ảnh đó nó ban đầu nó sẽ nó mới luôn ạ nhưng mà khi, khi khi, mà chúng ta làm như vậy nhiều lần riết là nó sẽ vào bên trong tiềm thức của mình. Và khi mà nó vào bên trong tiềm thức của mình thì các anh chị thấy rằng bắt đầu những cái nguồn lực sẽ xuất hiện để giúp cho mình hoàn thành cái mục tiêu tháng 12 rất là dễ dàng nha. À, bây giờ mình sẽ cùng nhau nhắm mắt lại và các anh chị hình dung tưởng tượng xem khi mà các anh chị tham gia chương trình này trong tháng 12 này mình đạt được kết quả gì được không ạ? À, chúng ta bắt đầu nha các anh chị. Rồi, tuyệt vời hai cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha ok rồi các anh chị đã biết rõ cái kết quả mà các anh chị mong muốn trong tháng 12 đúng không ạ à, à, bây giờ sẽ ôn lại nhiệm sẽ ôn lại cái kiến thức tối ngày hôm qua một chút xíu hai cái chị ha không biết là tối ngày hôm qua có anh chị nào nếu mà chúng ta chưa xem uh, cái ngày thứ nhất tối ngày hôm qua thì các anh chị có thể xem lại video tối ngày hôm qua đúng không ạ à, nhiệm đã hướng dẫn cho các anh chị cái cách mà chúng ta thiết lập cái mục tiêu 30 ngày và tối trước ngày hôm đó thì Diệm đã hướng dẫn cho các anh chị cái cách mà chúng ta thiết lập mục tiêu dài hạn à, Hai cái mục tiêu này là hai mục tiêu cực kỳ quan trọng à, Trước khi tham gia chương trình thì các anh chị phải chuẩn bị được hai cái này à, Để à, Diệm đã chuẩn bị cho các anh chị tối hai ngày trước đó rồi à, Để chúng ta sẵn sàng à, vô một cái cuộc hành trình thì mình phải biết được cái kết quả mình mong muốn là cái gì Nên anh chị nào chúng ta chưa thiết lập Thứ nhất là mục tiêu dài hạn trong vòng 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm thì các anh chị sẽ xem lại video thiết lập mục tiêu dài hạn để các anh chị làm bài tập à, và tối ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau thiết lập mục tiêu ngắn hạn là 30 ngày anh chị nào mà chúng ta chưa thiết lập mục tiêu 30 ngày thì các anh chị sẽ xem lại cái video thiết lập mục tiêu 30 ngày để chúng ta à, tiếp tục à, có hai cái thứ quan trọng mà các anh chị cùng chuẩn bị à, vậy thì tối ngày hôm qua Diễm vừa vâng chia sẻ với các anh chị rằng là khi mà chúng ta bất kỳ các anh chị đặt một mục mục tiêu nào đó kể cả mục tiêu đó là ngắn hạn hay là dài hạn hay là những mục tiêu gì trong cuộc sống kể cả nó là về tài chính hay là về sức khỏe hay là về mối quan hệ thì mình cần phải đầy đủ những cái yếu tố trong cái công thức đặt mục tiêu thông minh đúng không ạ? Yếu tố thứ nhất là những cái mục tiêu các anh chị đặt ra nó phải đơn giản, cụ thể. Nó đơn giản làm sao để một cái đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể hiểu được. Các okay, chị ha, à, tiềm thức của chúng ta cái con người phi thường bên trong của mình đó, nó cũng chỉ có một là một đứa trẻ 5 tuổi thôi rất là đơn giản nên nếu như mình đặt ra những mục tiêu mình phức tạp quá nó sẽ không làm đâu à, các anh chị nhớ đơn giản là sức mạnh à. À, tất cả mọi thứ chúng ta phải đều quy đổi ra cho thật là đơn giản à, đơn giản cụ thể nhất và mình có thể đo lường được đó, nên là tối ngày hôm qua chúng ta đã thống nhất nếu mà về, về, là về tài chính đó, thì các anh chị phải biết được cái con số chính xác các anh chị mong muốn là bao nhiêu và nó là ví dụ cái chị đặt mục tiêu 30 ngày có thể là 30 triệu, 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu, 200 triệu nói chung phải có con số cụ thể. Hoặc là nếu như mà các anh chị đặt mục tiêu về nhà cửa thì sao ạ? Chúng ta không thể nào bảo rằng là tôi ước rằng tôi có một cái ngôi nhà được. Mà các anh chị cần phải biết rằng là sao ạ? Cái ngôi nhà của mình phải mô tả chi tiết ở trong đó là một cái ngôi nhà như thế nào. Giá là bao nhiêu, chiều rộng, chiều dài bao nhiêu tầng nằm ở khu vực nào màu gì và ở trong cái ngôi nhà của mình có nội thất làm sao nói chung là càng chi tiết rõ ràng cụ thể bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu tại vì chúng ta đang đặt hàng vũ trụ chị nên thành ra là mình phải đặt cho nó chính xác cụ thể rõ ràng thì vũ trụ mới biết và hút cho mình đúng như những gì mà các anh chị mong muốn còn nếu như mà các anh chị đặt mục tiêu về sức khỏe thì sao ạ à? À, thì chúng ta không thể nào chúng ta nói rằng là tôi mong muốn có một cái sức khỏe tốt được sức khỏe khỏe mạnh được. Mình phải biết được vậy thì một cái sức khỏe khỏe mạnh, sức khỏe tốt là như thế nào ấy chị. Chẳng hạn như các anh chị mong muốn là cứ mỗi sáng thức dậy mình tràn đầy năng lượng. Rồi mình cảm thấy là sao ạ? À? Bên trong của các anh chị nó 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 khỏe khoắn, nó năng lượng, nó vui vẻ, nó hạnh phúc vậy thì sức khỏe tốt, là sức khỏe tốt như thế nào nha. chứ mình không có đặt ra là sức khỏe tốt. Mình phải tìm hiểu là à, mình nếu mà mình chưa biết được sức khỏe tốt là như thế nào, tại vì chính như chính mình nếu mà mình còn không biết các anh chị. À, thì tìm thức của okay, các anh chị yêu cầu cái, cái chị yêu cầu vũ trụ thì vũ trụ cũng không mang lại được. Nên thành ra chúng ta phải tìm hiểu xem một người có một cái sức khỏe tốt là như thế nào. Chúng ta tìm, tìm hiểu ở đâu ạ? À? Đơn giản lắm các anh chị, chỉ cần là các anh chị có thể là đọc sách, các anh chị lên Google đúng không ạ? Các anh chị xem xem à, một người có sức khỏe tốt là như thế nào. Có những cái phẩm chất gì hay có những cái thói quen gì, có những cái gì thì được gọi là một người có sức khỏe tốt thì chúng ta ghi lại và sau đó chúng ta biết để chúng ta ra quyết định về một người có sức khỏe tốt như thế nào thì chúng ta mới có nha các anh chị nha đó là về yếu tố thứ nhất đúng không ạ đơn giản cụ thể rõ ràng đo lường được và cái yếu tố tiếp theo rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập luôn nha sau khi đơn giản cụ thể rõ ràng đo lường được sau yếu tố tiếp theo là gì ạ cái nhà của mình comment giúp chị nha chúng ta ôn sơ qua trước trước khi chúng ta vào bài bài tập bài học mới ha rồi yếu tố tiếp theo đó, cái chị thời gian rõ ràng thì nó là yếu tố cuối cùng rồi ha ừ. mục tiêu đó nó phải có cái ý nghĩa với mình đúng không ạ nên là khi mà các anh chị đặt ra một cái mục tiêu nào đó đó các anh chị phải viết thêm là lý do tại sao mình lại mong muốn đạt được mục tiêu đó à, lý do các anh chị phải có lý do lý do nó phải chính đáng đàng hoàng chứ không phải là mình muốn đặt rồi mình đặt rồi các anh chị nếu như mà mình muốn đặt thì mình đặt thôi mà mình chả biết lý do tại sao mình lại mong muốn đạt được mục tiêu đó thì thường những mục tiêu đó mình nhanh bỏ cuộc lắm Tại vì sao ạ? À? Tại trên cái hành trình mà đạt mục tiêu chỉ cần là sao ạ? À? Có một cái gì đó không thuận lợi cái thôi. Là mình sẽ hỏi chính mình tại sao mình phải làm phải phải làm điều này, nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Thế là sao à? mình bỏ cuộc ngay chị. Còn nếu như mà mình có được lý do rõ ràng đúng không ạ? À? Mình biết được lý do tại sao mình lại đạt mục tiêu đó, nó có ý nghĩa với mình á. À, thì cái điều này nó nói là một cái động lực rất là lớn để giúp cho chúng ta à, có thể là sao ạ? À? À, đi qua đi qua đôi khi sẽ gặp những điều không thuận lợi thì các anh chị cũng sẽ có một cái động lực rất là lớn ha để chúng ta có thể đi qua một cách nó rất rất là dễ dàng nên là từ đây về sau bất kể là mục tiêu gì các anh chị đặt ra các anh chị phải hỏi mình là vậy thì lý do gì lý do tại sao các anh chị lại mong muốn đạt được mục tiêu này bất kể là tài chính sức khỏe mối quan hệ luôn các okay, chị ha nếu mà các anh chị mong muốn có ngôi nhà đó các chị muốn có số tiền đó muốn có cái chiếc xe đó để làm gì lý do tại sao được không ạ rồi và cái uh, yếu tố tiếp theo và trong cái buổi tối ngày hôm qua đó là cái mục tiêu mình đặt ra nó nếu mà mình đặt mục tiêu nó phải bất khả thi một chút nhưng mà nó không có phi thực tế được không ạ? Bất khả thi nhưng mà nó không có phi thực tế. Hai cái anh chị ha. Bất khả thi có nghĩa là chẳng hạn như thu nhập của mình đang là 30 triệu. cái okay, anh chị đặt lên 40 triệu, 50 triệu. Nó bất khả thi một chút, được mà chứ nó không có phi thực tế. Phi thực tế nghĩa là sao ạ? À? Có nghĩa là cái anh chị đặt Ví dụ như là thu nhập đang 30 triệu các anh chị đặt trong vòng 30 ngày thu nhập của tôi lên 2 tỷ, 10 tỷ. Đó, lên, lên lên 2 tỷ, 10 tỷ thì rồi nó cũng sẽ qua thời gian các anh chị cái chị cũng sẽ đạt được. Hai cái chị không phải là mình không đạt được nha, mà là những cái gì các anh chị nhận được nó sẽ bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với cái giá trị mình trao đi cộng đồng. Qua thời gian khi mà chúng ta rèn luyện bản thân của mình, phát triển bản thân của mình tăng giá trị bản thân mà chúng ta trai đi giá trị, đi giá trị cộng đồng thì rồi cái chị cũng sẽ có khoản này à, nhưng mà sao à trong 30 ngày mà thu nhập của mình đang 30 triệu mà mình đặt lên như vậy thì nó không có nó không có khả thi tí nào mà các anh chị cần phải biết rằng á, là khi mà các anh chị mới bắt đầu đặt mục tiêu mà các anh chị đặt mục tiêu lớn quá đó. ví dụ như các anh chị đặt mục tiêu lớn quá mình nhìn vô mục tiêu xong cái mình không biết làm như thế nào luôn mình đặt mục tiêu xong cái mình nhìn cái mình sợ luôn các anh chị mình sợ luôn thế là sao thế là mình không có hành động gì cả luôn thấy phức tạp quá phức tạp quá thì sao đơn giản là khó quá bỏ qua đúng không ạ rồi cuối cùng là mình không làm gì cả hai okay, cái chị ha nên thành ra là chúng ta đặt ra mục tiêu nó bất khả thi nhưng mà nó không có phi thực tế để sao ạ để cho khi mà chúng ta nhìn vào mục tiêu của mình các anh chị có được cái sự hào hứng các anh chị có được cái động lực để mà mình thực hiện có thể là những cái ước mơ lớn nhưng mình hãy bắt đầu với những cái hành động nhỏ để nó tạo thành một cái bánh đà nó lăn nha các anh chị. chứ mà mình đặt mục tiêu xong mình không hành động gì cả là cũng không có chuyện gì xảy ra hết thành công nó sẽ nối tiếp thành công. các anh chị nên nhớ rằng như này. trước giờ nếu mà mình chưa bao giờ mình hết đất. bây giờ tự dưng các anh chị hết 100 cái một lần sau hết nổi. đúng không ạ? trước giờ không giờ hết đất mà giờ hết 100 cái một lần chắc chắn không hết được nhưng mà nếu như mỗi ngày ngày đầu tiên các anh chị rèn luyện hết 5 cái. Sau đó những ngày sau tăng lên 7 cái rồi tăng lên 10 cái. Rồi qua qua thời gian cái thể lực các anh chị nó cũng được tăng, cái cơ thể mình nó nó, nó bắt đầu quen. Rồi bắt đầu các chị tăng lên mười mấy cái rồi 20 cái. Rồi cứ mỗi ngày trôi qua như vậy rồi dần dần các anh chị cũng sẽ đạt được 100 cái không thể nào mà mình không có biết hết đất mà mình bay vô mình hết được trong cái cả à, thì trong cái việc mà các anh chị đặt cái mục tiêu đạt mục tiêu tài chính cũng vậy thôi hai các anh chị ha rồi các anh chị cũng sẽ đạt được cái con số mà các anh chị mong muốn nhưng mà sao ạ chúng ta cần phải rèn luyện mình những cái gì mà các anh chị nhận được nó bằng tư yếu của đời của mình cộng giá trị mình trai đi cộng đồng không thể nào mà mình uh, nhắm mắt lại mình cầu nguyện con số nào thì số đó từ trên trời đổ xuống đầu mình được cái đó là cái chuyện không 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 thể đâu các anh chị à, nên là thành ra là chúng ta đặt mục tiêu ha các anh chị phải à, giống như là cái việc mà các anh chị rèn luyện hết đất á thành công nó sẽ nối tiếp thành công à, còn con thành công nó sẽ nó sẽ là thành công đại thành công giờ mình bao vô mình đặt số nhiều quá cái uh, mình đặt số nhiều quá mà mình thì không chịu phát triển uh, tư duy của mình không chịu phát triển giá trị của mình không tăng mà mình mà mình đặt tiêu lớn quá như vậy cái là mình không đạt được tháng thứ nhất xong tháng thứ hai không đạt được rồi cái anh chị không tin chính mình luôn không tin tiềm thức luôn như vậy nó ổn không ạ có một số cái anh chị chẳng hạn thu nhập 20 triệu cái anh chị đặt lên 200 triệu trong vòng 30 ngày cái tháng thứ nhất không đạt được rồi là thấy thấy ấy ấy ha xong tháng thứ hai không đạt được rồi không tin luôn không tin tiềm thức thôi bây giờ không có gì là tiềm thức nó không đúng với mình rồi luật hấp dẫn không đúng với mình rồi cái là rồi từ bỏ À, mặc dù là sao ạ à? mặc dù là anh chị đó thu nhập 20 triệu nha tháng thứ nhất thu nhập đó cái anh chị đó về 30 triệu tháng thứ hai về 50 triệu nhưng mà vì cái anh chị đã đặt hai mục tiêu 200 triệu nên cái chị đã bảo rằng là mình không đạt được mục tiêu à, nhưng mà sao ạ à? nhưng mà cái anh chị đã thu nhập cái chị đó nó có sự phát triển theo cái mức tư duy cũng như cái giá trị mà cái anh chị đã tăng lên à, tư duy phát triển giá trị bên trong con người mình phát triển mình trai đi cộng đồng bao nhiêu mình sẽ nhận được bấy nhiêu đúng không ạ à? nhưng nên là khi mà nhìn lại á, Ờ cái, cái 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 chị đã bảo rằng là chị ấy không có thành công, không đạt mục tiêu tài chính. chị, nhưng mà thật sự thật sự phải như vậy đâu ạ. Thành công nó vẫn đang nói tiếp thành công đấy thôi. Thu nhập tháng trước đó có 20 chứ mấy. Nhưng mà bắt đầu khi mà ứng dụng tiềm thức nó bắt đầu tăng dần lên 30 và tháng sau là 50. Mình mà vì đặt quá cao đi nên thành ra bảo rằng là a à, mình không đạt được mục tiêu. chị nên là để tránh những cái những cái những cái trường hợp này. Ờ, cái chị bảo rằng là à, tiềm thức không hưởng ứng cho mình có chứ sao không có cái gì nhưng mà nó phải thuận theo những quy luật tự nhiên ấy, chị không thể nào mà nó 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 mình không có tư duy mình không có gia tăng với chị bản thân mình không có chơi giá chị cộng đồng gì hết trơn mà mình đòi mình có một khoản tiền lớn được hai cái chị ha thành ra là chúng ta đặt mục tiêu theo những hướng dẫn trung bình cộng hoặc là cái anh chị tăng gấp đôi chứ mình không có đặt, đặt 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 rống lên rồi sau đó mình bảo rằng là mình không đạt mục tiêu. Vậy nói cái anh chị rằng cái câu số mà các anh chị đặt rống lên á và rồi các chị cũng sẽ đạt được nha chứ không phải là không đạt được các chị khi mà các chị phát triển bản thân của mình lên đúng không mà cộng với lại tư duy của các chị phát triển cộng với lại con người của mình nó gia tăng giá trị nó có đầy đủ những phẩm chất có người thành công và cái giá trị mà các chị trao đi cộng đồng bao nhiêu thì các chị sẽ nhận về lại cái số tiền đó bấy nhiêu mỗi ngày khi mà các chị phát triển lên rồi các chị sẽ đạt được cái khoản tiền mà các chị đặt ra có thể là lúc đầu thu nhập mình hai chị mình đặt ra 200 đó đó, có thể là một tháng đầu tiên, hai tháng đầu tiên, ba tháng đầu tiên mình chưa đạt được đó các chị. Nhưng mà rồi có thể là sáu tháng sau các chị cũng sẽ đạt được khoảng đó. đó. cái số số tiền mình đạt được nó vị trí thứ hai thôi. Quan trọng là cái con người mà các anh chị trở thành à, trong sáu cái tháng đó. đó. nên là thay vì mình đặt đặt vóng như vậy để trong những cái tháng đầu tiên các anh chị chị không có niềm tin thì chúng ta hãy đặt vừa ha. Đặt đúng theo diễm hướng dẫn thôi để sao ạ à? để chúng ta thành công mình sẽ có được cái niềm cảm hứng để nó nối tiếp thành công nha các anh chị nha và cái yếu tố tiếp theo rồi mà trong cái việc đặt mục tiêu đó là các anh chị phải sống như thể là mình đã đạt được để anh chị ạ à? sống như thể đã đạt được để chúng ta nâng cái tần số cảm xúc của mình sang một cái tần số vui vẻ hạnh phúc tần số đón nhận khi mà các anh chị vui vẻ hạnh phúc bên trong cái chữ đủ đầy thì đây là cái tần số để các anh chị đón nhận những cái nguồn lực nguồn lực ở đây có thể là con người mới kiến thức mới thông tin mới công việc mới cái gì đó mới giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu của mình nên là khi mà đặt mục tiêu xong mình phải sống như thể đã đạt được nha yeah. chứ không phải là đặt mục tiêu xong cái là mình lo thế là mình cứ nghĩ rằng ô không biết sao mà mình có thể đạt được mục tiêu các thứ mình nghĩ cái gì nó ra đúng cái đó các anh chị nhớ quy trình trái tranh tối qua mà nghĩ cái gì nó sẽ ra đúng cái đó nên là thành ra thay vì mình mà vừa thấy bản thân của mình bắt đầu suy nghĩ về những điều không tích cực á là ngay lập tức các anh chị phải lấy lại cái quyền làm chủ ngay và mình phải chuyển hướng tập trung và các anh chị tập trung về cái kết quả mà các anh chị mong muốn đó là mình đã đạt được mục tiêu để cái cơ thể của mình cái cái tâm đầu tiên là tâm trí của mình nó 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 được mở rộng tâm trí của mình nó thông minh sáng suốt nó có nhiều trí tuệ để vũ trụ có thể gửi gắm cái nguồn lực tới giúp cho các anh chị hoàn thành mục tiêu được mà còn nếu như mà cái chị không làm chủ tâm trí được để tâm trí của mình tối ngày cứ nghĩ tới những những cái thứ không tích cực thì vũ trụ không thể nào gửi những cái nguồn lực tốt đẹp với một cái tâm trí không tích cực được cái chị nó sẽ bị tắc nghẽn hai cái chị hai và cái chị thấy rằng là tự dưng nguồn lực không tới mà toàn những thứ không tích cực tới thành ra là chúng ta phải làm chủ được cái tâm trí của mình nhiệm vụ của anh chị là phải làm chủ tâm trí của mình làm sao để mình đặt mục tiêu xong rồi thì mình phải sống như thể mình đã đạt được Đúng không? để vũ trụ liên tục gửi cho các anh chị những cái nguồn lực giúp cho các anh chị hoàn thành những mục tiêu của mình nha và cái cuối cùng tối ngày hôm qua đó là thời gian cụ thể rõ ràng À, thời gian cụ thể rõ ràng nha anh chị, các anh chị mong muốn đạt được cái điều đó là ngày tháng năm nào mà đạt được nó phải có thời gian cụ thể rõ ràng nha. Còn nếu mà mình không có thời gian cụ thể rõ ràng các anh chị là cứ do dự cứ trì hoãn hoài không biết khi nào mình muốn hoàn thành đâu. Nên thành ra chúng ta có thời gian cụ thể rõ ràng. À, sau khi mình đã đầy đủ những yếu tố đó xong thì nhiệm vụ của các anh chị là chúng ta hành động. Chúng ta phải có những cái hành động mới đúng không ạ? Chúng ta hành động liên tục. Mà tối ngày hôm qua giờ cũng đã hướng dẫn cho các anh chị chúng ta viết xuống ba cái hành động mà các anh chị có thể làm để mình có thể hoàn thành mục tiêu của mình à, biết kiếp ở đây này các anh chị nếu như mà các anh chị đã đặt ra xong mục tiêu mà à, các anh chị đã làm đúng theo hướng dẫn các anh chị sống như thế đã đạt được các anh chị hình dung tưởng tượng lúc nào cái bức tranh mình đã đạt được mục tiêu nó đều nằm bên trong tâm trí của mình à, thì diễm nói các anh chị nguồn lực của vũ trụ sẽ gửi đến rất là nhiều ở cái khoảnh khắc này Ai hành động nhanh hơn Ai hành động mạnh mẽ hơn Thì người đó sẽ đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh hơn Nó đơn giản vậy thôi các chị Nếu mà các anh chị đã làm đúng cái công thức Và những hướng dẫn rồi ha các chị nha Ngày nào các anh chị cũng làm chủ được tâm trí của mình Các anh chị sống như thế đã đạt được Với mục tiêu của mình Các anh chị mang tấm xét nhiệm màu Theo bên bên mình mỗi ngày Đem ra nhìn hai lần tưởng tượng hai lần Tối trước khi ngủ tưởng tượng lần Sáng khi thức dậy tưởng tượng lần thì cái chị diễm nói cái chị rằng là trong ngày sẽ có rất nhiều nguồn lực tới giúp cho cái chị hoàn thành mục tiêu vậy thì trong cái hành trình mà 30 ngày sắp tới Diệm nói cái chị người nào hành động mạnh mẽ hơn người nào hành động nhanh hơn thì, thì người đó đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh chóng vậy thôi còn nếu như mà nguồn lực vũ trụ mang tới nhưng mà cái chị không làm gì cả cái chị không có hành động gì cả thì cũng chả có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của mình đâu cái chị chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn hay là sức mạnh tiềm thức để vũ trụ có thể mang tới những nguồn nguồn lực cho các anh chị không thể nào vũ trụ biến cái là tiền ở đâu đó đổ trên đầu xuống được đúng không ạ mà là vũ trụ sẽ mang tới những cái nguồn lực tới có thể là con người mới kiến thức mới thông tin mới và chúng ta cần phải nắm bắt những cái điều đó chúng ta hành động có thể là sao ạ à? vũ trụ sẽ mang tới những cái người khách hàng cho các anh chị và để mà sao ạ à? để mà chúng ta đạt được mục tiêu thì các anh chị phải giúp đỡ người khách hàng đó mà bây giờ vũ trụ mang tới khách hàng nhưng mà các anh chị không giúp đỡ Các anh chị nói là sao? Ồ bây giờ tôi bận rồi, giờ tôi đi ngủ rồi, giờ tôi có việc rồi, à, giờ tôi tôi tôi, tôi xem tivi, giờ tôi lướt facebook rồi, giờ tôi xem youtube rồi bận rồi, à, tôi không có thời gian để nói chuyện với khách hàng này. Và cuối cùng là sao ạ? À? Vũ trụ mang tới rất nhiều nguồn lực nhưng mà chúng ta không nắm bắt. Vũ trụ mang tới những con người hãy hãy giúp người này đi là bạn sẽ đạt được mục tiêu của bạn. Mình, mà mình sao mà mình bận những việc khác, mình bận những cái việc không thiếu quan trọng. Và chúng ta không có nắm bắt những cái nguồn lực thì cũng không có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình cả. Hai cái chị ha. Nên là thành ra là trong 30 ngày sắp tới là 30 ngày, anh chị nào hành động mạnh mẽ nhất, anh chị nào hành động nhanh nhất, hành động một cách kỷ luật, liên tục và điều đặn, thì các anh chị sẽ thu hút về rất là nhiều tiền bạc và các anh chị sẽ đạt chính xác cái mục tiêu của mình đúng không ạ? Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây ra quyết định đúng không ạ? Trong 30 ngày sắp tới là 30 ngày các anh chị có được cái sự tập trung 100% à, các anh chị hành động một cách mạnh mẽ à, một cách kỷ luật và điều đặn thì các anh chị comment tôi cũng thấy ạ. Và bây giờ công thức là giống nhau rồi đó các anh chị. Giờ hơn thua là ai hành động mạnh mẽ hơn thì người đó thắng thôi. Thôi anh chị ha ba thắng ở đây là cái gì à? là cái anh chị đạt mục tiêu của mình chứ cũng cần chả cần phải thắng ai cả mình thắng có nghĩa là mình đạt được mục tiêu của mình thôi nên là 30 ngày sắp tới là 30 ngày 30 ngày hành động mạnh mẽ đó các anh chị vì sao à? khi mà các anh chị ứng dụng cái bộ công thức mà diễm chia sẻ rồi, nguồn lực nhiều lắm nguồn lực nhiều lắm các anh chị những cái phép màu xảy đến với các anh chị nguồn lực là trời ơi, nguồn lực là vô hạn luôn nhưng mà quan trọng là các anh chị có chịu hành động hay không thôi Hay là các anh chị nằm trên giường Mình bảo rằng ồ tới giờ đi ngủ rồi Giờ này là giờ là làm việc khác rồi Đó, Và các anh chị Không có nắm bắt những cái Nguồn lực vũ trụ mang tới thì cũng như không nha các anh chị nha Nên là chúng ta thật sự tỉnh táo Trong 30 ngày sắp tới là 30 ngày Hành động mạnh mẽ 100% Các anh chị ha Các anh chị ráo định rằng là các anh chị hãy hoàn thành xuất sắc Đúng ạ các anh chị Hoàn thành xuất sắc mọi nguồn lực vũ trụ mang tới Hoàn thành xuất sắc mọi nguồn lực của vũ trụ mang tới. Các anh chị Để mà mình có thể hoàn thành mục tiêu của mình ha. Vậy thì uh, sáng ngày hôm nay Diệp sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách mà chúng ta sẽ viết một bức tranh tài chính 30 ngày. Điều này quan trọng. Đó, tại vì sau các anh chị... Uh, ở bên trong con người chúng ta những cái ngày sau thì sẽ chia sẻ sâu ha. Bên trong tâm thức của chúng ta các anh chị nó có hai phần. À, một phần được gọi là ý thức. Nó nó chỉ chiếm có 10% thôi, một phần thứ hai được gọi là tiềm thức. Chiếm tới 90% bên trong tâm thức của chúng ta. À, các anh chị ha. Và tiềm thức á thì có rất là nhiều những cái cuốn sách ở trên thế giới à, họ viết về tiềm thức. Và họ ví tiềm thức bên trong tâm thức của chúng ta nó cũng giống như là một cái con người rất là phi thường có đầy đủ mọi quyền năng để giúp cho các anh chị đạt được những mục tiêu trong cuộc sống mà rất là hiếm ai có thể khai phá được con người phi thường bên trong này chỉ có những cái người thiên tài những cái người cực kỳ thành công và giàu có trên thế giới những cái người thành công đó, các anh chị những cái người giàu có là họ biết cách khai phá được con người phi thường bên trong và họ ví có rất là nhiều những cái người thành công chia sẻ lại và họ ví cái tiềm thức của chúng ta cũng giống như một cây đèn thần đó trong cái bộ phim Aladdin và cây đèn thần các anh chị thì cái ông đèn thần này cho dù Aladdin ước cái gì thì ông đèn thần này cũng sẽ biến mọi điều mà Aladdin mong muốn trở thành sự thật Đúng mà. và có một cái bí mật của vũ trụ các anh chị mà không phải ai cũng biết mà bí mật này được che giấu rất là rất là lâu rồi các chị à, mà ngày hôm nay đúng không ạ thì bắt đầu à, có thể là có một số các anh chị em tham gia Vào và câu lạc bộ chúng ta các anh chị cũng đã bắt đầu biết một cái bí mật của vũ trụ à, đó là cái cây đèn thần đó nó không chỉ nằm ở trong phim mà cái cây đèn thần đó nó trú ngụ ở bên trong cái tâm thức của mình bên trong cái cái bên trong cái con người của mình à, các anh chị hãy có một cái ông đèn thần hay còn được gọi là cái con người phi thường bên trong mà chúng ta cần phải đánh thức khi mà các anh chị đánh thức được cái con người phi thường bên trong, ông đèn thần bên trong, thì mọi mong muốn của các anh chị nó sẽ đều trở thành sự thật. Vậy ha? Mọi mong muốn của các anh chị trở thành sự thật. Nên là trong cái chuỗi huấn luyện này, Diễm cùng với các anh chị chúng ta sẽ đánh thức lại cái con người phi thường bên trong của mình để giúp cho các anh chị có thể đạt mọi mục tiêu trong cuộc sống. Vậy thì á, làm sao cái, cái cách mà để mà các anh chị giao tiếp với lại cái ông đàn thần bên trong cái con người phi thường bên trong của mình á? chỉ thông qua hình ảnh và cảm xúc thôi các anh chị ghi lại ý điểm đi ạ cái ông đèn thần ấy chị hay là cái cái con người phi thường bên trong của mình à? chỉ thể hiểu qua hình ảnh và cảm xúc thôi hai okay, cái chị ha hình ảnh và cảm xúc nên khi mà các anh chị viết như thế này là tối ngày hôm qua chúng ta mới viết đúng không ạ là hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2022 tôi có lợi nhuận ví dụ một số các anh chị đặt là 100 triệu Đúng không trong tài khoản tất cả banh của tôi đây là các anh chị ghi xuống đó là chữ viết và cái ông đàn thần cái con người phi thường bên trong không có hiểu đâu các anh chị không hiểu trăm triệu là cái gì đâu ạ à. mà ông chỉ hiểu khi mà thông qua hình ảnh và cảm xúc thôi nên là tại sao chúng ta cần phải quy đổi quy đổi những cái gì mà các anh chị viết bằng chữ ra hình ảnh. Bằng cách là chúng ta phải vẽ ra một cái bức tranh. À, hồi tối tối qua Diễm chưa có hướng dẫn chi tiết các anh chị chúng ta vẽ ra một cái bức tranh, bức tranh tài chính 30 ngày. À, vậy thì trong cái bức tranh tài chính 30 ngày này á nó phải có đầy đủ ba yếu tố quan trọng nhất các anh chị. Con người của chúng ta cứ tối ngày lây hoay có ba thứ thôi. Thứ nhất, đó là có một số các anh chị thì lây hoay về tài chính. Làm sao để có thể chiến thắng được trò chơi về tài chính này, Để tự do về tài chính đây Lây hoay về sự nghiệp của mình đúng không ạ Chưa ra lời, chưa có lời giải Có một số các anh chị thì cứ lây hoay về sức khỏe Không có sức khỏe là cũng đâu mừng ăn được cái gì Đúng không ạ Người có trí tuệ mà không có sức khỏe Các anh chị chẳng lẽ thiên tài nằm trên giường sao à, Hoặc là sao ạ à? Có sức khỏe mà không có trí tuệ Có sức khỏe mà không có trí tuệ Thì chúng ta sẽ lợi dụng Cái sức khỏe của mình khá là nhiều cũng không thành công được và cái thứ ba là một số người cứ lây hoay về mối quan hệ không biết làm sao tiền thì có rồi đẹp thì cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi cũng sửa dữ lắm rồi cũng đẹp dữ lắm rồi chỉ có một cái không biết sao mối quan hệ nó cứ cũng đẹp lắm rồi nha mối quan hệ nó cũng không có được hòa hợp à, thì lây hoay trong vòng có ba thứ rồi tài chính sức khỏe mối quan hệ đây là ba cái yếu tố khi mà các anh chị chiến thắng được ba cái trò chơi này tài chính sức khỏe mối quan hệ là cái cuộc sống mình nó trọn vẹn các anh chị ha hồi trước kia diễm đã từng theo đuổi một thứ rồi à. hồi trước kia diễm chỉ từng theo đuổi tại về 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 tiền thôi các anh chị và cái kết quả là sao ạ à? kết quả là mình có nhiều tiền nhưng mà đổi lại lúc đó là mình không có sức khỏe có nghĩa là sao ạ à? mình cứ chạy theo tiền à mình không để ý tới sức khỏe của mình mà cái gì mà mình không nuôi dưỡng thì sao ạ à? thì cái đó đâu có phát triển cái gì mà mình không nuôi dưỡng nó không phát triển đâu các anh chị nên là khi mà mình tập trung một thứ thôi thì hai thứ còn lại nó không nó nó bị nó nó bị sao không có cân bằng và khi mà diễm phải nhận ra rằng là ô không có sức khỏe là không làm được gì hết cái lúc mà mình không có sức khỏe thì lúc đó các anh chị còn tâm trạng để nghĩ về tiền không ạ các anh chị uh, comment giúp diễm ha khi mà các anh chị không có sức khỏe thì có tâm trạng nghĩ về tiền không ạ các anh chị có tâm trạng để nghĩ du lịch vòng quanh thế giới không ạ à? sức khỏe đâu mà đi các anh chị có nghĩ tới việc ô phải đi ăn nhà hàng năm sao không ạ à? có ăn nổi đâu mà ăn lúc đó các anh chị là chỉ có duy nhất Là làm sao để có lại sức khỏe thôi hay các anh chị hả nên là thành ra là từ cái bài học đó diễm đã học được một cái bài học rất là lớn thay vì là mình chọn một cái cái cuộc sống của mình như vậy nó chỉ vẫn chưa trọn vẹn chỉ có tiền thôi vẫn chưa trọn vẹn đâu các anh chị làm sao để chúng ta phải vừa có về tài chính vừa có sức khỏe và vừa có mối quan hệ hai các anh chị ha nên là lúc nào mình cũng đặt mục tiêu thì ba cái này nó phải nó phải đều đi chung với nhau không chỉ có tiền không có một số các anh chị sợ sợ như thế này nè bây giờ nếu mà mình 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 mà uh, tập trung về mối quan hệ gia đình này kêu quá ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình các anh chị suy nghĩ sao đúng vậy? Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Các anh chị tin sao? thì nó sẽ đúng quy trang như vậy. Hồi trước kia cũng đã từng có niềm tin đó các anh chị. Nên là thành ra là mỗi lần mà mình dính tới mấy mối quan hệ tình cảm các thứ là mình thấy sự nghiệp của mình nó bị ảnh hưởng. À, nhưng mà từ khi mình học cái tư duy của người giàu các anh chị người giàu họ không có chọn một trong hai đâu các anh chị mà người giàu là họ chọn cả hai họ lựa chọn sự trọn vẹn vì chị sẽ chỉ cho các anh chị cái cách để mà mình lựa chọn cả về tài chính và sức khỏe và mối quan hệ. Là chỉ cần các anh chị đặt ra một câu hỏi thôi. Là làm sao để tôi có được cả tài chính, có được sức khỏe và có được mối quan hệ? Làm sao để tôi có được cả tài chính, sức khỏe và mối quan hệ cùng một lúc? Phải là cùng một lúc nha các anh chị. Chỉ cần các anh chị đặt ra một cái câu hỏi thôi thì các anh chị sẽ có được câu trả lời mình có được ông đèn thần bên trong để làm gì cho anh chị để mà mình để mà mình có thể là sao mà mình sử dụng nữa mình có ông đèn thần bên trong để mà sử dụng chứ vậy thì thay vì á mình hỏi ổng rằng là ô phải lựa chọn một trong hai thì bây giờ không có lựa chọn một trong hai hãy hỏi ổng như thế này hỏi ổng hay hãy hỏi cái, cái con người phi thường bên trong của mình làm thế nào để tôi có có cả về tài chính sức khỏe mối quan hệ cùng một lúc và đó là cái sự lựa chọn của tôi Khi mà các anh chị đưa ra cái sự lựa chọn này Thì ngay lập tức cái con đường sẽ xuất hiện Bất kỳ những cái điều gì mà nó xuất hiện bên trong tâm trí của con người Thì có thì cái điều đó đều có thể làm được Đều có cách làm, đều có con đường để làm Quan trọng là các anh chị phải để những thứ trọn vẹn nhất trong đầu của mình Và mình không có lựa chọn Các anh chị phải để cái trọn vẹn nhất trong đầu của mình và yêu cầu yêu cầu cái con người phi thường bên trong của mình cho mình cái điều đó nên là um, có một số các anh chị hay hỏi diễm như này là sao diễm hay thế sao mà vừa có tài chính vừa có sức khỏe vừa có mối quan hệ cùng lúc hay vậy có đâu hay gì diễm trả lời đơn giản ơ gì tôi đâu quyết định thấy có đâu hay <laughs> tôi dám đâu quyết định người bạn dám không thôi có nhiều người họ không dám ấy chị có nhiều người họ sợ mà sợ là giờ làm sao mà có giờ vừa có cả ba đó cùng lúc được nên thành ra họ không dám thôi chứ không phải là diễm hay mà là diễm đã ra quyết định trước đó đẹp là phải đẹp từ trong ra ngoài giàu là phải giàu từ trong ra ngoài mà không những như vậy phải khỏe mạnh phải hạnh phúc cùng một lúc hai cái anh chị ha nên là diễm mong rằng là các anh chị đang có mặt trong buổi zoom này và chúng ta cũng hãy ra cái quyết định để làm sao cuộc sống của mình nó trọn vẹn nhất đừng có lựa chọn đừng đừng phải lựa chọn một hai hay là ba cả hãy đặt chỉ cần đặt ra một cái câu hỏi là làm sao có được cái vừa tài chính và sức khỏe mối quan hệ cùng lúc là các anh chị sẽ có con đường để thực hiện và nếu như mà các anh chị đang tham gia trong cái môi trường câu lạc bộ thì Diễm xin chúc mừng các anh chị là cái vì các anh chị chắc có thể là các anh chị đã từng mong ước là làm sao có cả ba nên là ngày hôm nay các anh chị mới có mặt trong buổi zoom này đúng không ạ nên là mình hãy cho chính mình một cái trẻ thật lớn đi ạ à cái chị nó có thể là cái chị đó đấu định có cả ba đấy chị nên là thành ra cái chị mới có mặt tại đây như còn hồng thì chắc cũng không có mặt tại đây rồi cái okay, chị ha nên là đó là cái ba ba cái yếu tố ha mà chúng ta cần phải hướng tới lúc nào cũng phải trọn vẹn ba yếu tố đó nha đừng có lựa chọn nha vậy thì khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu tài chính đó các anh chị mình cũng sẽ đặt cái mục tiêu Uh, mục tiêu tài chính 30 ngày của mình cũng phải có ba yếu tố trong đó. Cũng phải có ba yếu tố trong đó các anh chị thấy hình ảnh các anh chị đặt mục tiêu tài chính. Các anh chị thấy rằng các anh chị rất tràn đầy năng lượng. Các anh chị khỏe khoắn như một đứa trẻ rất là năng lượng. Mà và cái mối quan hệ gia đình của mình trong cái tháng đó ô hạnh phúc, yêu thương nhau, vui vẻ như thế nào ha. Đây là ba yếu tố mà chúng ta cần đặt mục tiêu. Vậy thì bây giờ trong cái bức tranh tài chính của các anh chị chúng ta cần phải đầy đủ à, những cái điều gì trong cái bức tranh của mình. Đầu tiên, thường á, diễm sẽ chỉ cho các anh chị, diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị cái kinh nghiệm mà diễm hay làm nha, các anh chị có thể tham khảo theo để các anh chị làm một một, một bức tranh tài chính. Thường thì mỗi tháng á, các anh chị, à, diễm sẽ viết ra một cái bức tranh đầu tiên là cần phải có cái nơi chốn, nơi chốn là như nào ạ? À? Có nghĩa là diễm sẽ viết ra một cái bức tranh là mình thấy rằng là lúc đó là mình đang ở đâu mình đang ở đâu cái khoảnh khắc mà mình đạt được mục tiêu á à, diễm hình dung cái lúc mà diễm đạt được mục tiêu á các anh chị là mình đang ở đâu có thể là ở nhà vào buổi trưa buổi sáng hay là buổi tối có thể là sao ạ à? mình hình dung rằng là mình đang ở một cái địa điểm nào đó có thể là đang ở trong một cái nhà hàng đi ăn một cái nhà hàng năm sao mà mình đang đi ăn tối hay mình đang ăn trưa hoặc là đang là đang là buổi sáng mà đang uống cà phê à, phải có một cái nơi chốn một cái địa điểm cụ thể rõ ràng hay chị nha đầu tiên là cái chị phải biết một một bức tranh là có một cái nơi chốn chẳng hạn như là cái cái nơi chốn gì mà hay đặt chẳng hạn như có thể là trong đang ở một cái ngôi nhà của mình vào một cái buổi sáng hoặc là cái anh chị miêu tả cái nơi chốn đó là cái anh chị đang đi chơi ở đâu đó một cái nơi chốn các anh chị ha. À, tiếp theo là cái thời gian. Thời gian đó là cái à, buổi sáng, buổi trưa hay là buổi tối. Chúng ta à, vẽ một bức tranh đó, các anh chị à, hạn chế buổi tối nha. Vì sao mà hạn chế buổi tối thì các anh chị các anh chị hãy làm bức tranh cho nó sáng sủa lên. Buổi sáng hoặc là buổi trưa. À, sáng hoặc là trưa thôi chứ mà buổi tối là cái, cái 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 buổi tối nó hơi âm u ha, chúng ta hãy làm bức tranh cho nó sáng sủa lên. Có thể là buổi trưa hoặc là buổi sáng. Các anh chị miêu tả cái buổi sáng như thế nào. Có thể là các anh chị đang ngồi ở đâu đó. Ví dụ các anh chị có thể là đang ngồi trong cái ngôi nhà của mình. Các anh chị thấy rằng là những cái tia sáng, buổi sáng đúng không? nó len lỏi vào trong cái ngôi nhà của mình. Lúc đó các anh chị nhìn ra phía bên ngoài. Các anh chị thấy rằng cái khung cảnh buổi sáng ngày hôm nay nó như thế nào. Bên trong lòng của mình cảm thấy vui, hạnh phúc làm sao. À, miêu tả tranh như hồi xưa mình đi học văn đó, đúng không? thầy cô kêu là à, miêu tả cảnh đó cái gì <laughs> à, mình phải miêu tả cho cái bức tranh của mình nó phải thiệt là sống động lên cái gì tiềm thức của mình thích như vậy cái con người phi thường bên trong của mình thích như vậy cái gì à, cái bức tranh của các anh chị nó phải sống động sắc màu lên miêu tả chi tiết cụ thể rõ ràng nhìn ra ngoài trời thấy cái gì à, năm giác quan của các anh chị phải có sự cảm nhận cái chị phải diễn tả được bằng cả năm giác quan nha các anh chị nhìn thấy được cái gì trong cái nơi chốn đó? Đầu tiên là ánh mắt của mình nhìn thấy cái gì? Miêu tả ra. Và, và thấy thì phải thấy những điều tốt đẹp nha các anh chị. Đúng rồi, chứ đừng có đừng đường ừ, con của tôi ở đây khóc la rồi này kia rồi đừng đừng có gì, muốn bức bức tranh sao mà cho nhìn vô nó hạnh phúc mà nó vui vẻ. mình thấy thì phải thấy những điều tích cực nha. Tiếp theo là sao à? Mắt thấy là tai của mình nghe cái gì? tay của mình nghe cái gì cái chị lắng nghe cái gì có thể là cái anh chị có à, nghe cái tiếng gió hay là cái anh chị à, nghe những cái âm thanh tiếng nhạc rất là êm tai nếu như là cái chị lựa chọn đó là một cái nhà hàng à, một cái nhà hàng trong khi mà mình đi ăn tối đúng không à, quên trong khi mình đi ăn trưa đi thì cái anh chị nghe những cái bản nhạc hoặc là cho buổi sáng anh chị đi tới những cái nơi trốn nào đó mà nghe cái gì cái chị nghe thấy cái gì lắng tai ra nghe thấy cái gì à, và trong lúc mà mình hình dung á là mình phải lắng tai ra mình nghe trang như là cái anh chị đang viết xuống nha cái anh chị lắng tai lỗ tai của mình đang nghe cái gì mắt của mình đang thấy cái gì mũi của mình ngửi cái mùi hương gì mùi hương thơm tí nha anh chị nha mùi hương một cái mùi hương gì quen thuộc hay là mùi hương gì mình phải diễn tả luôn à, sau đó là sao ạ? À? Sau đó là miệng của các anh chị lúc đó mình có đang uống cái gì hay là mình có đang ăn cái gì không? miệng của các anh chị mình đang nếm một cái vị gì, nếm cái gì và lúc đó cái chị đang cảm nhận ra sao, nói chung ừ. diễn tả thông qua năm giác quan của mình, à, phải diễn tả được thông qua năm giác quan của mình đủ năm giác quan nha các anh chị nha, đủ năm giác quan không bạn và tiếp theo sau khi mà mình có thờ, à, nơi trốn thời gian địa điểm cụ thể không gian à, và mình đủ năm giác quan rồi cái chị phải diễn tả nha cái chị ăn cái gì uống gì mùi vị ra làm sao cái chị thấy gì cái chị nghe cái gì và cái cảm xúc như thế nào quan trọng là cái chị phải miêu tả cái phần cảm xúc mình phải bước vào trong cái bức tranh đó và cái chị miêu tả lại cái cảm xúc của các anh chị khi mà các anh chị đạt được cái điều đó Cảm xúc của các anh chị sung sướng ra làm sao? Mình phấn khích như thế nào? Trong cái lúc mà các anh chị biết là mình đã đạt được mục tiêu á. Rồi các anh chị có thể là nhìn vào cái tài khoản của mình các anh chị thấy rằng là sao ạ? À? Ồ, cái con số nó đã hiện lên đúng như một cái mục tiêu tài chính mà các anh chị đặt ra. Ồ, lúc đó bắt đầu diễn tả cái khung cảnh lúc đó các anh chị sung sướng như thế nào ha, diễn cái anh chị diễn tả cái chị nhảy múa ăn mừng gì đó tùy cái anh chị thường là diễm còn diễn tả luôn diễm ăn mừng sao đó cái anh chị à, diễm vừa thấy trong tài khoản của mình không mà vừa đạt được đủ cái mục tiêu của mình thì mình nhảy lên sao sau khi mình diễm tả diễm diễn tả thông qua năm giác quan của mình thời gian cụ thể rõ ràng rồi nha rồi mình còn diễm còn nhìn thấy lúc đó mình mặc cái bộ đồ màu gì cái anh chị ghi giúp diễm ra trang phục trang phục cái anh chị nhớ rằng chọn cái màu cho nó sáng lên trang phục chọn màu sáng lên chọn màu sáng ăn mặc đẹp tí với cái gì sang trọng tí thôi. nhưng lẽ mình nói mà đang mặc đồ đồ, đồ đồ, bộ ngủ ở nhà đúng không ý là mình đang mặc cái bộ đồ nó đẹp đẹp tí rồi chứ mình đừng diễn tả mình đang mặc bộ đồ ngủ đang nằm ở nhà không nghe bên thành nhìn, bức tranh cái hết hào hứng mặc đồ cái màu trang phục chọn màu sáng cái gì? sang trọng tí đó ạ à. rồi và sau đó cái chị diễn tả luôn diễn thì diễn tả diễn 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 tả luôn khúc này nè là cái khúc mà mình nhìn thấy diễn thấy là sao ạ à? mình mình vào thì thường là diễn xài tết Công banh nữa ạ à? đọc hồ tiêu tài chính tết Công banh mình nhìn thấy cái hình ảnh nào? Mình đang đước điện thoại qua wow, không? Wow. sau đó là mình bấm vào cái áo của tết như banh như nào bấm vào app. Rồi còn nếu mà cái chị tiền mặt thì cái chị sẽ diễn tả khác nha rồi sau đó bấm vào app xong không? Okay, cái mình nhìn ra mình thấy bên đây là tên của mình còn bên đây là cái số dư của mình và diễm nhìn rất là kỹ từng con số của anh chị, nhìn từng con số và đếm kỹ lắm, lỡ hụt một số 0 lại ra số khác rồi. Nên là mục tiêu của mình mình các anh chị phải đếm rõ từng con số rồi. Rõ rồi, mục tiêu của anh chị ví dụ là nhiều, chẳng hạn mục tiêu của anh chị đặt ra là 100 triệu được đúng không ạ? Các anh chị nhìn thấy số 1, số 0, số 0 chấm cái, số 0, số 0, số 0 chấm cái, số 0, số 0, số 0 nó phải đủ số 0 cơ các anh Đó, hình dung xong mà thiếu số 0 là coi như là ra có 10 triệu rồi nên là phải nhìn cho kỹ thôi chị nhìn kỹ từng con số để mình tận hưởng cảm xúc rồi nó đã đó đạt được mục tiêu rồi nó xuống cái gì nhìn kỹ xong rồi không cái mình mình vừa mình nhìn kỹ xong thì các anh chị nhảy múa lên ăn mừng như thế nào diễn tả luôn rồi Diễm còn hình dung ra nguyên cái bức tranh mà mình nhảy múa ăn mừng sao luôn diễn tả kỹ đó cái tay sao cái chân sao cơ thể sao là diễn tả rất chi tiết cụ thể rõ ràng khi mình đã nhìn thấy được cái con số dư trong cái tài khoản của mình ồ lúc đó mình ăn mừng sao. Nha, các anh chị cũng phải diễn tả luôn lúc khúc đó luôn. và diễn tả luôn cái cảm xúc của mình khúc đó. cảm xúc của các anh chị phấn khởi, sung sướng, hạnh phúc, hào hứng. như thế nào mình diễn tả ra phần cảm xúc này quan trọng lắm các anh chị. phần cảm xúc này quan trọng lắm nha các anh chị nha. cảm xúc mà càng cao á thì các anh chị sẽ kích thích được cái con người phi thường bên trong của mình ha. kích thích được tiềm thức của các anh chị để giúp cho mình hoàn thành mục tiêu quan trọng là cái phần cảm xúc nó phải thật nếu mà các anh chị không có cảm xúc là cái bức tranh nó không trở thành sự thật đâu tại vì có một công thức của người thành công các anh chị suy nghĩ sẽ tạo ra cảm xúc cảm xúc mới dẫn tới hành động hành động nó mới dẫn tới kết quả mà bây giờ mình suy nghĩ mà mình không có cảm xúc thì nó không dẫn tới hành động được những cái, những cái mục tiêu nào mà các anh chị không có cảm xúc đó là các anh chị không có, không có làm đâu các không có hành động đâu Đúng không? Những, cái, những cái mục tiêu nào mình phải có cảm xúc cái anh chị thì mình mới hành động à, nên là các anh chị phải bước vào trong cái bức tranh đó để các anh chị sao các anh chị sống trong cái bức tranh đó để các anh chị thấy được cái cảm xúc của mình như thế nào rồi sau khi mà các anh chị ăn mừng cảm xúc xong không chị sẽ làm tiếp theo ạ à? à, diễm sẽ đi báo tin vui cho một cái người mà cái chị muốn ăn mừng cùng là ai họ diễn báo là gì ôi người cái người bạn của cái chị tên gì cái chị diễn tả ra Ồ, mình đã đạt được cái bức tranh từ chính tháng 12 rồi cái chị đạt được bao nhiêu tiền đó cái chị viết xuống rồi mình diễn tả hay là mình ăn mừng với bạn của mình như thế nào ăn mừng với ai rồi mà ăn mừng với ai cái chị diễn tả ra diễn diễn tả kỹ lắm các chị Hồ Diễm chạy vô rồi hay là mình gặp người bạn của mình mình chia sẻ mình đã đạt được cái trên tài chính tháng 12 rồi trời ơi, mình thấy cái lịch, lúc đó trên cái gương mặt của mình nó vui như sao nó tuyệt vời như thế nào đó, sau đó mình thấy người bạn của mình chúc mừng mình câu gì anh chị ghi ha yếu tố nha đầy đủ yếu tố nha chúc mừng mình bằng cái câu gì có thể là bạn của mình nói là trời ơi chúc mừng bạn bạn quá giỏi bạn quá xuất sắc bạn quá là tuyệt vời luôn đó, ví dụ như người bạn của mình nói như vậy thì chúng ta cũng phải ghi ra luôn sau khi người bạn của mình chúc mừng mình xong á thì hai người ăn mừng với nhau như thế nào có thể các anh chị thấy là hai người ôm nhau nó nhảy 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 lên hoặc là hai pha yeah, 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 yeah. hoặc là hai người mở một cái bản nhạc rồi đó ăn mừng nhảy nhảy tùy các anh chị tùy theo cái cách ăn mừng của anh chị là cái gì Ha, anh chị ha. nhưng mà nó phải có cái yếu tố là gì ạ? À? Phải có cái yếu tố là các anh chị báo uh, ăn mừng cùng với người bạn của mình và các anh chị được một một người thứ ba chúc mừng mình nha, người bạn của mình chúc mừng mình là phải có cái khúc đó các chị. Và chúc mừng như thế nào diễn tả ra luôn. Và yếu tố tiếp theo. Yếu tố cuối cùng đúng không ạ? À? Là các anh chị nhìn thấy được cái hành động đầu tiên của các anh chị sau khi mà các anh chị đạt mục tiêu là cái gì? hành động đầu tiên của các anh chị sau khi mà các anh chị đạt mục tiêu là cái gì có thể là sau khi mà các anh chị đạt được cái mục tiêu tài chính của mình thì các anh chị sẽ dùng cái số tiền đó để các anh chị làm cái gì các anh chị dùng cái số tiền này để các anh chị làm gì làm gì làm gì đúng không ạ các anh chị viết ra chi tiết rõ ràng cụ thể vũ trụ không có thích không có thích một cái gì nó nó bị trống đâu các anh chị nên khi mà các anh chị có sự chuẩn bị cái gì thì vũ trụ thì các anh chị sẽ có được cái đó. Các anh chị chuẩn bị cho thành công thì các anh chị đạt thành công. Các anh chị chuẩn bị cho không thành công thì các anh chị không thành công. Các anh chị để ý thì cái nhà kho lúc nào lúc nào nó cũng được lắp đầy rất là nhanh. Nhà kho anh chị lúc nào cũng được lắp đầy rất là nhanh. Đúng không ạ? Không biết sao á. Nhà kho lúc nào cũng được lắp đầy rất là nhanh. Vậy thì khi mà các anh chị trong cái bức tranh mà các anh chị liệt kê ra à khi mà các anh chị có được số tiền này thì các anh chị sẽ làm việc này, việc này, việc này các anh chị là viết ra cái số cái cái số tiền đó các anh chị sẽ dùng vào việc gì. Cái việc đầu tiên mà các anh chị sẽ làm là cái gì mình sẽ viết ra. À? Thì ngay lập tức vũ trụ sẽ không có để không như vậy đâu. Cái gì mà các anh chị có sự chuẩn bị là cái việc đó nó sẽ được thực hiện đó. Ha, nên là cái yếu tố thứ ba đó là cái hành động đầu tiên khi mà các anh chị đạt mục tiêu xong thì cái hành động đầu tiên các anh chị sẽ làm gì các anh chị sẽ dùng cái số tiền đó vào cái việc gì rồi và các anh chị miêu tả chi tiết ra các anh chị sẽ dùng cái số tiền đó vào cái việc gì đó là đầy đủ ha các anh chị đầy đủ những cái yếu tố trong một cái bức tranh tài chính 30 ngày. Chứ không phải Diễm thấy có một số các anh chị. Đây đâu các anh chị ơi, biết uh, gửi cho Diễm xem bức tranh tài chính của các anh chị đi. Cái uh, các anh chị gửi qua có ba dòng. Đúng ba dòng luôn, ba dòng gì ạ. À? Ô oh, hôm nay là ngày tháng năm bao nhiêu, mình đã đạt mục tiêu của mình rồi. Yeah, hết. <laughs> hết rồi các chị có nhiều đó Ở chị này là bức tranh tài chính đó hả? Đúng rồi, bức tranh tài chính hai à, các anh chị bức tranh tài chính là chúng ta phải biết là đầy đủ những yếu tố mà Diễm vừa chia sẻ thì nó được gọi là một cái bức tranh tài chính à các anh chị có thể diễn tả bây giờ diễm sẽ nhắc lại nha thật là kỹ ha để các anh chị làm cho chính xác nha à, các anh chị có thể diễn tả đúng không ạ các anh chị miêu tả lại giúp diễm hồi giống như hồi xưa chúng ta đi học văn là văn tả cảnh các anh chị miêu tả lại cái ngày cái ngày định mệnh cái ngày mà các anh chị đạt mục tiêu tài chính hôm nay là ngày hôm, hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2022 có thể là trong một cái buổi sáng đẹp trời tại trong cái ngôi nhà của của mình ạ các anh chị nhìn thấy những cái tia sáng những cái tia ánh sáng nó chiếu vào trong cái ngôi nhà của mình tia nắng rất là ấm áp và các anh chị nhìn thấy cây nói chung là trước nhà diễm thì có một cái công viên rất là đẹp các anh chị mình có thể là nhìn thấy cây cối rất là xanh rất là trong lành gió thổi cây xì xào rì rào đó hồi xưa mình có cái khả năng tả này các chị cứ tả chim nghe, nghe nghe tiếng chim hót như nhà diễm là nghe tiếng chim hót hay các chị nghe tiếng chim hót là líu lo bên trong lòng của mình rất là vui và hạnh phúc lúc đó là mình cảm nhận mình cảm nhận bằng diễn tả bằng năm giác quan của mình xong đúng không ạ và sau đó thì diễm sẽ sao như thế nào ạ Uh, mình là uh, uh, mình diễn tả xong mà mình thấy rằng là mình đang mặc một cái bộ trang phục chẳng hạn như là một cái bộ uh, vest màu trắng uh, rất là rất là xinh đẹp uh, và uh, mình mở cái điện thoại của mình lên đúng không ạ Mình mở cái điện thoại của mình lên bắt đầu là mình lướt qua uh, cái app của Techcombank và Diễm bấm vào đúng không ạ uh, và mình nhìn trong cái trong cái tài khoản của mình mình thấy đâu Ôi ôi tiền về các anh chị và mình đã đạt được chính xác cái bức tranh tài chính của mình rồi Thôi, lúc đó mình vui quá mình hạnh phúc quá mình đã nhảy lên mình ăn mừng mình nói cái gì yeah. đó, được bao nhiêu tiền đó vui quá quá vui quá tuyệt vời à, mình mình ăn mừng đầu tiên là mình ăn mừng sau đó mình nhìn kỹ lại hơi đúng rồi nhìn kỹ lại từng con số là từng con số mà mình thấy rất là rõ từng cái con số vào đúng chính xác là mình đã đạt được mục tiêu quá là vi diệu luôn quá xuất sắc quá vi diệu mình cảm ơn rồi Ui, cảm ơn tiềm thức cảm ơn vũ trụ cảm ơn những anh chị trưởng nhóm cảm ơn những con, con người đã giúp đỡ cho mình hoàn thành mục tiêu vui và hạnh phúc quá các anh chị nhảy muốn ăn mừng nhảy muốn ăn mừng sau đó mình báo tin vui này cho cái người bạn của mình mình đã nói gì với bạn của mình nói ôi bạn ơi tên gì đó đúng không ạ mình đã đạt chính xác cái mục tiêu tài chính của mình rồi, mình đã đạt được bao nhiêu tiền nè, chẳng hạn vậy, chẳng hạn chị đạt được là 500 triệu, hay là 800 triệu gì đó, tùy mục tiêu tài chính của anh chị là nhiêu. À, à, sau đó hai người bạn của mình cùng hai file với nhau như thế nào, yeah, Ở bạn quá giỏi tư vấn tuyệt vời, Ở mình tự hào về bạn quá xong rồi hai người nhảy múa ăn mừng với nhau đúng không ạ à? ừ, nhảy múa ăn mừng với nhau như thế nào <laughs> à, đó ấy, chị ha nhảy múa ăn mừng nhau như thế nào la hét nhảy múa ăn mừng các anh chị rồi, đó, đó, đó là cái qua qua yếu tố thứ hai đó à? yếu tố thứ ba là mình sẽ làm gì đầu tiên à, cái số tiền đó đúng không ạ à? mình gì sẽ miêu tả chi tiết ra đó thường đó là cứ mỗi tháng là diễm sẽ có cái quỹ play quỹ play là quỹ à, vui chơi cái anh chị quỹ play này nó sẽ chiếm tầm khoảng 5% phần trăm trong cái lợi nhuận của Diễm ha Nên là Diễm sẽ chích cái quỹ play này ra Mình sẽ ăn mừng tại đâu đúng không? Còn 95% còn lại là mình sẽ kinh doanh và đầu tư Để, để gia tăng tài sản đúng không ạ Và có những cái khoản khác ha Như mình Diễm sẽ có 5% quỹ play Thế là mình dùng 5% quỹ play đó à, Mình ăn mừng ở đâu à, Mình thưởng cho bản thân Và mình ăn mừng ở đâu Cùng với những người bạn của mình Diễm diễn tả rất là chi tiết Cái nhà hàng mà mình lựa chọn để mình ăn mừng thành công Ở đâu nó khung cảnh như thế nào mình sẽ mời ai chung vui với lại cái tiệc ăn mừng đó của mình à, các thứ các kiểu nó rất là chi tiết là cái đó hành động đầu tiên à, hoặc là các anh chị có thể là dùng cái khoản tiền đó để các anh chị làm cái gì chẳng hạn như là các anh chị dùng cái khoản tiền đó đầu tiên là các anh chị chích ra bao nhiêu để các anh chị à, để kinh doanh và đầu, đầu tư gia, gia tăng tài sản à, và mùa tết này các anh chị thấy rằng là các anh chị cho ba mẹ của mình bao nhiêu tiền mà, và mình thấy được cái nụ cười của ba mẹ của mình như thế nào À, Tết rồi các anh chị, tháng 12 này xong là Tết luôn rồi. À, nên là các anh chị hình dung ra luôn cái cảnh đó để các anh chị gia tăng cảm xúc này càng tốt. Nụ cười các anh chị nhìn thấy được là trong cái ngôi nhà của mình đầy đủ tiện nghi như thế nào. Ôi nó xuống một cái mùa Tết ấm no, hạnh phúc thịnh vượng. các anh chị cảm thấy rất là đủ đầy, như nào đó mình diễn tả ra và thành một bức tranh. Được các chị ơi rồi giờ diễm vừa ví dụ mẫu cho các anh chị đó mà có bao nhiêu số các anh chị mình đã nắm rõ về phần bức tranh rồi comment tôi em thấy đó. à các anh chị ha nên là hồi tối hôm qua anh chị nào mà chúng ta mới viết có một hai ba dòng đó, thì ngày hôm nay các anh chị viết lại chi tiết cụ thể rõ ràng giúp diễm nha anh chị và các anh chị sẽ gửi cho trưởng nhóm của mình anh chị nào mà đã viết xong bức tranh tài chính các anh chị gửi cho trưởng nhóm của mình có hai thứ ngày hôm nay các anh chị gửi cho trưởng nhóm để trưởng nhóm của các anh chị biết à, có gì hỗ trợ các anh chị thứ nhất là các anh chị sẽ gửi à, vào nhóm học tập của mình cái thứ nhất là cái tấm tấm xét nhiệm màu Đúng không ạ tấm xét nhiệm màu có anh chị nào chưa nhận được tấm xét nhiệm màu không ạ anh chị nào chưa nhận được tấm xét nghiệm màu comment số 1 ạ rồi các anh chị chưa nhận được tấm cái tấm xét nghiệm màu á, thì các anh chị sẽ liên hệ trưởng nhóm của mình nha để các anh chị được nhận được không ạ nhắn tin cho trưởng nhóm của mình để các anh chị được nhận tấm xét nghiệm màu và các anh chị sẽ gửi tấm xét nghiệm màu này lên cho nhóm học tập và cái thứ hai đó là các anh chị sẽ gửi bức tranh tài chính của mình à, và deadline nha các anh chị deadline uh, cho các anh chị trong ngày hôm nay đúng không? để các anh chị biết bức tranh tài chính ít nhất là tới tầm khoảng uh, 10 giờ tối 10 giờ tối nay là các anh chị phải hoàn thành xong cái bức tranh tài chính được không ạ 30 ngày và các anh chị hoàn tất gửi cho trưởng nhóm của mình trước 10 giờ tối nay bao nhiêu trong số các anh chị làm được điều này các anh chị comment tôi em thấy ạ à. Rà, để cái để trưởng nhóm của các anh chị biết đường mà hỗ trợ cho mình đúng không ạ các anh chị đặt ra mục tiêu bao nhiêu để xem xem từng cái câu từ của anh chị viết nó chính xác hay không và các anh chị nhớ những lưu ý nè là trong cái bức tranh tài chính chúng ta chỉ sử dụng ngôn từ tích cực một chiều thôi nha Các anh chị ghi lại thêm cái câu đó đóng khung lại giúp điểm đi ạ Trong cái bức tranh tài chính chúng ta chỉ sử dụng ngôn từ tích cực một chiều thôi Chúng ta không có kể lại những thứ không tích cực trong đó nha các anh chị Có một số các anh chị thang đến nỗi mà thang vô tới bức tranh tài chính vẫn thang Các anh chị thang gì là các anh chị hút cái đó đó nha nên trong bức tranh tài chính là ngày nào mình cũng hình dung tưởng tượng tới đó làm ơn đừng than giúp diễm trong đó à, có một số các anh chị diễm đọc, sau bức tranh tài chính diễm hú hồn luôn nghe chị hú hồn sao rồi than gì nè cuộc đời của mình đó họ là mình đã trải qua thế này thế kia biết bao nhiêu thứ không tích cực rồi và ô ngày hôm nay mình đẹp bức tranh tài chính mình mừng quá cũng phải đạt bức tranh tài chính không phải kể thêm kể thêm mấy khúc nữa xong rồi mới vô tới bức tranh tài chính Trời ơi, nói thiệt đó chị ơi Giờ chị có muốn hút mấy chuyện này tiếp không à, Bức tranh tài chính là ngày nào Mình cũng hình dung rồi Bây giờ cũng phải lê Phải lê từ trong quá khứ Học tích cực Giờ lê vô tới bức tranh tài chính luôn Rồi hút tiếp nữa Ngày nào mình cũng hình dung Mình hút tiếp nữa Nên là thành ra Lưu ý giúp điểm nha các anh chị Những cái gì không có tích cực Những cái ngôn từ không tích cực Không được viết vào bức tranh tài chính Vậy thì ngôn từ không tích cực là cái gì Chẳng hạn như là ngôn từ không tích cực nè buồn nghèo Đó à, rồi bắt đầu kể uh, những cái gì uh, uh, bệnh hay là cái gì đó nói chung những ngôn, ngôn từ đó những ngôn từ không có tích cực nha các anh chị ha và chúng ta phải loại bỏ luôn những ngày sau chúng sẽ giải thích cho các anh chị tại sao ngày hôm nay các anh chị cứ làm đúng như trang như diễm nói đi chúng ta chỉ sử dụng ngôn từ tích cực một chiều thôi chẳng hạn như là giàu có thành công vui vẻ hạnh phúc hào hứng sung sướng đúng không ạ à? chỉ chỉnh sửa từng ngôn từ khi mà các anh chị viết xuống giúp dịp nha. Ha, nên là các anh chị cứ viết ra tại sao phải gửi trưởng nhóm của mình để trưởng nhóm có anh chị đọc qua. Coi coi có lê thê có kể cái gì không tích cực không hay là có sử dụng những ngôn từ không tích cực này kia hay không, trưởng nhóm các anh chị sẽ chỉnh sửa lại giúp giúp cho các anh chị. để mình có được một cái bức tranh nó hoàn hảo nhất. Và cái bức tranh này chúng ta sẽ hình dung tưởng tượng mỗi ngày các anh chị. Hình dung tưởng tượng mỗi ngày ít nhất là 4 lần đó, tối trước khi các anh chị đi ngủ, sáng khi mà các anh chị thức dậy trong một ngày khi mà các anh chị làm việc thì mỗi buổi, mỗi buổi sáng chúng ta lấy cái tấm xét nhiệm màu ra chúng ta nhìn cái và mỗi khi mà các anh chị nhìn tấm xét nhiệm màu thì các anh chị hình dung tưởng tượng về cái bức tranh mà chúng ta viết đã viết được ạ và, và buổi trưa khi mà các anh chị có thể nghỉ trưa các anh chị lấy cái tấm xét nhiệm màu nhìn cái đó, và chúng ta hình dung tưởng tượng về cái bức tranh tài chính mà các anh chị đã viết đó, chúng ta tận hưởng cảm xúc trong đó để sao ạ à? để trong một ngày cái tần số cảm xúc của mình nó liên tục được trong cái tần số vui vẻ hạnh phúc đủ đầy tần số đón nhận nguồn lực và khi mà các anh chị đưa cái cơ thể của mình vào cái tần số đón nhận nguồn lực thì các anh chị sẽ thu hút được rất là nhiều những nguồn lực tuyệt vời đến để giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu được không ạ rồi và có bao nhiêu số các anh chị rõ được cái điều này rồi các anh chị comment tôi ạ nên là tranh thủ viết nha sau đó là trước 10 giờ tối ngày hôm nay gửi trưởng nhóm của mình để trưởng nhóm các anh chị còn có thời gian để chỉnh sửa cho các anh chị nữa Hai các anh chị ha và các anh chị nhớ là trong cái bức tranh của mình á, à, ngoài cái bức à, ngoài về tài chính thôi thì các anh chị phải biết thêm về sức khỏe và mối quan hệ nữa. Đó là các anh chị trong tháng ta thấy tháng 12 đó là cái sức khỏe của các anh chị nói như thế nào và mối quan hệ gia đình của mình ra làm sao. Nha, thêm hai yếu tố này nữa thì chúng ta sẽ đầy đủ nguyên cái bức bức tranh trong tháng 12. Rồi ok hai các anh chị ha. À, tuyệt vời, cảm ơn các anh chị. Rồi, bây giờ thì chúng ta Uh, ngày hôm nay Diễm chia sẻ cho các anh chị cái cách để chúng ta thiết lập cái bức tranh tài chính thôi và chúng ta có bài tập trong ngày hôm nay các anh chị nhớ rằng là nếu mà lý thuyết thôi không tạo ra kết quả đâu chúng ta phải thực hành thì nó mới tạo ra kết quả nên những cái bài tập mà mỗi ngày Diễm giao cho các anh chị các anh chị nhớ là chúng ta phải hoàn thành xuất sắc những cái bài tập nha để chúng ta có được cái sự thay đổi trong 30 ngày còn nếu như các anh chị học không Diễm kêu các anh chị làm mà các anh chị không làm gì cả đó thì sau 30 ngày các anh chị chỉ có kiến thức trên giấy thôi chứ mình không có sự thay đổi gì trên cơ thể của mình đâu chỉ khi mà các anh chị hành động theo những cái gì mà Diễm hướng dẫn các anh chị thì mỗi ngày trôi qua các anh chị bắt đầu có được cái sự thay đổi ha từ bên trong của mình bởi à, cái gì có bên trong thì nó mới tạo ra cái bên ngoài được và nhớ là ngày hôm nay trước 10 giờ hoàn thành bức tranh tài chính đầy đủ tài chính sức khỏe mối quan hệ sau đó gửi cho trưởng nhóm của mình các okay, anh chị Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau à, rèn luyện cái thói quen thứ hai đó chúng ta sẽ rắc bụi phép màu cho ngày mới rất buổi phép màu cho ngày mới các anh chị có nghĩa là sao ạ? À? À, chúng ta sẽ nhắm mắt lại và các anh chị đã hình dung tưởng tượng nha, hình dung tưởng tượng xem là trong ngày hôm nay à, các anh chị đã hoàn thành một cái ngày đầu tháng tuyệt vời như thế nào? Các anh chị đã có những cái thành công gì, sức khỏe và mối quan hệ gia đình của mình ra làm sao và một ngày trọn vẹn nhất của mình? Các anh chị nên nhớ rằng là phải hoàn thành mọi thứ bên trong tâm trí trước khi bắt đầu, hoàn thành mọi thứ bên trong tâm trí trước khi bắt đầu. Câu này sẽ ám thị các anh chị mỗi ngày luôn để khi nào mà nó vô tiềm thức thì thôi để khi nào mà các anh chị phải biến nó trở thành lối sống thì thôi nha rồi giờ mình sẽ cùng nhau nhắm mắt lại các anh chị nhắm mắt lại các anh chị hình dung xem ngay đầu tháng tiền của mình về như thế nào không ạ ôi rồi tiền về như hơi thở ngay đầu tháng luôn ok ha cảm ơn các anh chị Rồi, bây giờ chúng ta hãy ôm cơ thể của mình ha Rồi, ôm, ôm cơ thể của mình và nói rằng là tôi yêu bạn tôi cảm ơn bạn tôi là người thành công giàu có khỏe mạnh tràn ngập sự hiểu biết và thương yêu lòng biết ơn và hạnh phúc trọn vẹn trong suốt cả cuộc đời Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tôi có lợi nhuận là... Bây giờ chúng ta sẽ dành một phút để hình dung tưởng tượng về cái bức tranh tài chính khi mà chúng ta đã đạt được cái bức tranh 30 ngày trong tháng 12 nha. Rồi tuyệt vời, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Ok, giờ chúng ta có thể à, mở mắt ra ha. À, chúng ta nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ba lần. Bây giờ mình mở mắt ra. À, Vươn vai giữ người và quay trở lại đây các anh chị ơi. Rồi à, nhiêu số các anh chị thấy rằng là khi mà chúng ta bước vào cái bức tranh tài chính 30 ngày của mình thấy sung sướng quá. À. Rồi ơi phấn khởi luôn ha. À, quá vui, quá hạnh phúc quá là năng lượng phấn khởi nha. Rồi à, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. À, ngày hôm nay thì buổi zoom của chúng ta À, còn một cái bước cuối cùng nữa là chúng ta sẽ viết 10 điều mà mình biết ơn trong cuộc sống ha à, còn 7 phút nha anh chị nào mà chúng ta không có à, không có đi làm đúng không ạ thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi viết luôn còn anh chị nào chúng ta có việc thì bây giờ các anh chị có thể ao ra và các anh chị sẽ tự viết tại sao chúng ta cần phải viết 10 điều biết ơn một ngày các chị khi mà các anh chị viết những cái điều mà các anh chị biết ơn trong cuộc sống hiện tại mà các anh chị đang có cái điều gì và các anh chị biết ơn đúng không ạ à, thì bên trong của mình nó sẽ đủ đầy cái chị rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là bình yên ở bên trong, ạ đủ đầy bên trong. Và cái gì mà nó đủ đầy bên trong là bên ngoài chúng ta cũng sẽ đủ đầy. Bên trong đủ đầy sẽ bên ngoài đủ đầy. Nó sẽ giúp cho chúng ta thu hút được rất là nhiều những cái nguồn lực ha, trong ngày đến với mình và giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. nên là Bây giờ mình sẽ lấy một cuốn sổ ra. Cái cuốn sổ này là cuốn sổ ghi những cái điều mà cái chị biết ơn nha. Và mình sẽ ngồi viết được 10 điều mà mình biết ơn cuộc sống ạ. Mình sẽ đi lấy cuốn sổ nha. rồi các anh chị có thể là mình sẽ viết lòng biết ơn nha các anh chị viết theo cái cú pháp đúng không ạ? đó là có thể là tôi vô cùng biết ơn, à, tôi vô cùng biết ơn vì cái gì? À, không biết là ban tổ chức có cái cú pháp có thể là mở lên cho mọi người nha. Rồi, cảm ơn ban tổ chức ạ rồi ở trên màn hình đó các anh chị ở trên màn hình là những cái câu ví dụ khi mà chúng ta viết uh, những cái điều biết ơn nha các anh chị có thể viết theo cái cú pháp đó là tôi thật sự hạnh phúc khi có được cái điều gì bởi vì tại sao hoặc là tôi rất là vui và cảm thấy biết ơn đối với cái điều gì có thể là các anh chị rất là vui và cảm thấy biết ơn chồng của mình bởi vì cái điều gì bởi vì chồng của mình luôn hỗ trợ yêu thương giúp đỡ các anh chị hoặc là các anh chị rất là thật sự hạnh phúc khi mà mình đối với cha mẹ của mình bởi vì điều gì các Các anh chị thật sự biết rất là biết ơn tiền của mình những cái số tiền mà mình đang có bởi vì tại sao với cả tấm lòng thì tôi rất là biết ơn cái sức khỏe của tôi bởi vì sức khỏe của các anh chị đã giúp cho các anh chị điều gì? Không? mình sẽ viết theo cái cú pháp giống như là ở trên màn hình nha cảm ơn các anh chị Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã đồng hành cùng Diễm tới giờ này nha. Rồi, và Diễm xin hẹn gặp các anh chị ha trong cái chương trình buổi tối ngày hôm nay. Các anh chị anh chị nào mà chúng ta đã đồng hành trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ trong chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời thì Diễm hẹn gặp các anh chị trong 12 giờ trưa nay. Và những anh chị nào mà chúng ta tham dự chương trình doanh nhân chúng ta hóa bàn rồi thì Diễm hẹn gặp các anh chị trong 6 giờ. ha, 6 giờ tối ngày hôm nay đó còn à, tối ngày hôm nay vào lúc 8 giờ chúng ta cũng có một cái chương trình à, để hỗ trợ cho các anh chị cho cái việc chúng ta thực hiện mục tiêu của mình là vào lúc 8 giờ à, và hẹn gặp các anh chị trong những cái lịch trình của câu lạc bộ đúng không ạ à, chúc cho các anh chị có một cái ngày mới ha tràn ngập trong cái ý niệm của sự thành công giàu có khỏe mạnh tràn ngập tình yêu thương lòng biết ơn và hạnh phúc trọn vẹn trong suốt cuộc đời của mình và ngày hôm nay là cái ngày à, rất là thành công về tài chính ha ngày bùng nổ về tài chính đó, và chúc cho các anh chị mình sẽ đạt được những cái mục tiêu tài chính của mình trong ngày hôm nay cảm ơn các anh chị rất là nhiều và xin chào cảm um... ơn